Hello, chào các bạn ha. Hôm nay là chủ nhật mùng 9 Tết các bạn. Trời hôm nay nắng ráo rất là đẹp. Hôm nay mình đi qua một cái khu một cái làng đá mỹ nghệ non nước. Thì các bạn nhìn sơ sơ qua là các bạn đã thấy tượng đá không đúng không? Đây. Các nhiều bạn ở xa không biết có một cái làng đá như thế này. Hôm nay thì mình sẽ đi quay review cho các bạn xem á. Mỗi một cơ sở sản xuất đá đều có cái tay ở phía trước này các bạn này. Xin giới thiệu đây quý vị và các bạn, đây là cái làng sản xuất đá mỹ nghệ non nước các bạn ạ. Trước đây là cái làng đá này là ở quanh cái năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn đó các bạn. Quá trình hình thành đã phát triển đã mấy trăm năm rồi. Sản phẩm làng đá non nước là rất nổi tiếng thế giới và đã đi xuất khẩu rất là nhiều nước. Thì sau khi thời kỳ mở cửa thì giao lưu văn hóa với thế giới thì hàng hóa đã được xuất đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Và càng ngày cái lượng sản phẩm xuất ra càng nhiều á, thì tốc độ người ta làm ra rất là lớn. Như vậy thì quá trình sản xuất thì nó ở trong khu dân cư các bạn này, nó gây ô nhiễm môi trường rất là khủng khiếp, nhất là cái bụi này các bạn này, ảnh hưởng đến hô hấp. Rồi cái bụi đá này nó thấm xuống lòng đất là nó gây ô nhiễm cái nguồn nước. Cho nên là cách đây 7-8 năm thì thành phố mới quy hoạch cái thành một cái khu này, thành một cái làng, nghĩa là đưa tất cả những cái hộ, những cơ sở sản xuất làm nghề đá thì tập trung hết về đây đó các bạn, thấy không? Ở đây người ta làm những tượng rất là lớn này đó. Đây là một cái làng nghề rất là có, rất là lâu đời và cũng rất là nổi tiếng các bạn ạ. Các bạn muốn mua tượng đá, tượng Phật, tượng gì cũng được hết á, là các bạn đánh đai các bạn đặt mua. Nằm trên địa phận của phường Hòa Hải. Đường Mai Đăng Chơn các bạn đi một đoạn khoảng vài trăm mấy là các bạn vào liền. Tượng thấy rất là lớn, rất là đẹp các bạn này. Tượng này mình cao, mình đoán là cao ít nhất cũng 1m, 2m, 3m, khoảng 5m các bạn ơi. Một bức tượng rất là đẹp à. Để đục một bức tượng như lại là một hòn đá này cao ít nhất phải 7m các bạn. Tất cả những cái nguyên liệu đá này bây giờ là người ta khai thác ở Thanh Hóa về các bạn ạ. Trước đây thì người ta lấy đá ở chùa Nông Nước các bạn. Lúc đó người ta bắn mình, người ta lấy đá rất là nhiều. Sau này là nhà nước có ban hành những lệnh cấm. Như vậy sau này người ta đó, các bạn thấy những tượng đẹp không? Những bức tượng mà các bạn đi các chùa ở miền trong, miền ngoài, từ Bắc vô Nam á, mà các bạn thấy những cái tượng như thế này á, là xuất xứ là người ta đặt ở đây hết các bạn á. Trên đất nước Việt Nam mình á, mình không biết còn có làng nào nữa không, chứ còn theo mình tìm hiểu là những cái tượng mà đá trắng như thế này là chủ yếu là xuất xứ ở làng đá non nước các bạn. Còn đục đá đan hay một số loại đá khác thì ở vùng khác chứ không phải vùng của mình. Các bạn thấy không? Hôm nay là ngày Tết mới mùng 9 thôi, chưa phải là cái ngày khai trương. Cho nên mình đi là có cảm giác là không khí nó trong lành hơn. Chỉ có một vài hộ người ta mới mở hàng thôi, cái còn có việc sản xuất là chưa có đi vào sản xuất đâu.
Đấy, thực sự đi vào Hàng Xúc là mình đi như thế nào là bụi, rất là bụi các bạn à. Các bạn không thấy gì luôn á. Đây. Bạn muốn đặt bất kỳ bức tượng nào theo yêu cầu, kích thước bao nhiêu thì các bạn cứ đánh cái làn đá này ha, rồi người ta sẽ làm cho các bạn. Rất là rộng các bạn ha, cả mấy trăm cơ sở sản xuất đá ở đây. Như vậy là bao quanh cái làng đá này là các bạn biết là có những cái rừng thông như thế này các bạn này. Đó. Thông như thế này thì để ngăn bớt cái bụi. Nhưng mà mình khuyến cáo các bạn là những cái hộ bên kia bên đường các bạn này, thay mình là các bạn đừng có nên mua. Tại vì chắc chắn một điều rằng nó sẽ có rất là nhiều bụi. Đó. Quanh khu này là thay mình là các bạn đừng có mua ở. Tại vì bụi nó phát tán, nó theo gió nó phát tán rất là sâu. Để mình đi vào con đường này mình review cho các bạn xem này. Khu này rất là rộng các bạn. Nghĩa là đường này người ta thiết kế cả từ 7 năm đến 10 năm mà lên hết á, để thuận tiện cho xe đi vào cạo đá. Bụi bặm. Ví dụ ở đây là các bạn đi đó, các bạn đã cảm giác thấy bụi nó đóng kín ở dưới đường rồi này. Đá nông nước đã hình thành cách đây khoảng 400-500 năm. Từ những người thợ tài hoa. Và cho đến rất là nhiều thế hệ ngày hôm nay đã nối tiếp nhau, hình thành và phát triển. Và bây giờ cái làng đá nông nước này nó không những là những người gốc gác của cái làng đá nữa các bạn ạ. Mình để ý là mình thấy những bạn ở xa, nhất là các bạn ngoài Bắc á, người ta vào đây người ta học nghề các bạn ạ. Lúc đầu là người ta học nghề thôi, sau này người ta trưởng thành rồi thì người ta cũng ra riêng, người ta tạo dựng một cơ sở. Nghĩa là làng đá này bây giờ là còn có rất là nhiều người thợ tài hoa ở khắp nơi về đây nữa. Nhờ cái làng đá này nó phát triển mà nó tạo nên thu nhập rất là cao cho một cái cho những cái hộ, những cơ sở sản xuất này. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ càng ngày càng cải thiện hơn rất là nhiều. À, các bạn thấy đá đó. Đá quá trời luôn. Làm gì vậy các bạn ơi, đá. Đó.
đá này người ta để người ta cạo về. Đá này cũng có rất là nhiều người buôn đá nữa các bạn, có nghĩa là có những người buôn đá riêng, còn những cái cơ sở đục là riêng. Thế nhiều lúc họ không có điều kiện để người ta đi hết tất cả những mỏ đá được. Rất là rộng các bạn ạ. Đây ra rồi các bạn này đó. Đây là cái khu dân cư, người ta là người ta gọi là khu dân cư làng đá nông nước đây. Đây này các bạn. Trước mặt khu dân cư này là nó có những cái rừng thông các bạn, để giảm bớt ô nhiễm khói bụi. Theo mình thì các bạn đừng có mua ở đây, tại vì khi trúng cái luồng gió là nó thổi bụi vào đây rất là nhiều, các bạn thấy không, rất là trống trải này. Ở đây thậm chí cái thông cũng chưa lên kịp nữa. Đây, ở đây ở Lao Nam thì chắc chắn là sẽ bị viêm mũi các bạn ạ, chắc chắn là sẽ bị viêm mũi và viêm phổi. Giá đất ở đây thì mình nghĩ chắc cũng không đáng đâu. Đây là con đường cuối cùng để đi vào cái khu làng đá. Tới đây là để hết rồi các bạn này. Mình đi cũng thấy rất là rộng các bạn ạ. Còn bên kia là khu dân cư, nó còn khu đất cựu còn trống, cũng nằm trong cái diện sơ đồ quy hoạch đấy rồi, nhưng mà hiện bây giờ thành phố chưa cái làm. Còn cái đường kia là đường Mai Đăng Chơn các bạn, các bạn chỉ đi vài chục mét là tới liền ha. Thôi, clip mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có nhu cầu mà đặt tượng đá thì cứ đến cơ sở và các bạn cứ vào thôi. Các bạn muốn đặt cái gì người ta làm được trơn á, vấn đề là giá cả thôi. Chào các bạn ha.